Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang đến ngày mai thì nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ là từ 35 đến 37 độ. Thậm chí là một số nơi vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ còn vượt 37 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày thì cũng kéo dài hơn, suốt từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều với mức nhiệt trên 35 độ. Với Bắc Bộ, trong ngày mai thì nắng nóng cũng sẽ mở rộng ra toàn miền, nhiệt độ là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng sẽ kéo dài sang đến ngày kia, tức là ngày thứ tư tuần tới, sau đó sẽ giảm dần. Thời tiết nắng nóng cùng với thảm thực bì khô nỏ từ trước đang đẩy nhiều cánh rừng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vào nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5, tức là rất dễ xảy ra cháy rừng. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng đến chiều mai thì trời sẽ nắng mạnh. Nhờ lợi thế địa hình cao nên nhiệt độ tại các thành phố khu vực Tây Nguyên sẽ không quá 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện. Quý vị cần đề phòng với mưa to ở khu vực phía nam của Tây Nguyên hay là miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông thì quý vị cần đề phòng với các hiện tượng tố lốc, sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Trên biển, ngoài khơi thì hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày mai trời có nắng, gió ổn định cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.